Hi, chào anh em. Lại là mình đây, tiếp tục chuỗi video hướng dẫn anh em chứng khoán phái sinh ngày 9 tháng 10. Trước đó, phiên 6 tháng 10, mình có cho anh em nắm lệnh long qua đêm. Anh em nào chưa xem clip 6 tháng 10, anh em có thể tham khảo lại kênh của mình Dòng Tiền Chứng Khoán. Thì sang phiên 9 tháng 10, thì đầu phiên anh em, nó có chỉnh một phát mắc 4,4 điểm anh em, lúc 9 giờ 5 phút. Không sao, nhưng mà nó được hỗ trợ của cái hỗ trợ là 1133.8 anh em, sau đó nó bật lên anh em. Đến 9 giờ 15 có tín hiệu tự động của mình để kiểm tra. Thì anh em sẽ kiểm tra cái gì cho mình? Chính là cái cản xanh gần nhất nha anh em. Chính là cái cản lúc 2 giờ rưỡi của nó, 1140.9 phiên trước 6 tháng 10 đó anh em. Đây anh em, mình vẽ cho anh em. Ok. Thì anh em cứ kiểm tra bình thường cho mình. 1 2 3. Đây. Rồi. Sau khi kiểm tra, mình kiểm tra 3 lượt thì mình vẫn thấy ổn. Cận xanh trên cận đỏ tiếp tục. Anh em nào chưa long, mở vị thế long 1137.2 lúc 10 giờ cho mình. Ok. Sau khi mở lên thì nó cứ bật lên, cho nó chạm band, nó bị đẩy xuống anh em. Đây mình xem cái này nó có gì mình đẩy xuống. À, đẩy xuống bình thường thôi. Này 86, này 97 đẩy xuống thì bình thường, không sao. Rồi, sau khi đẩy band nó quay lại về cái hỗ trợ của nó, lúc 10 giờ 55 11 giờ thì nó có tín hiệu tự động để kiểm tra nữa anh em. Một lần nữa mình lại kiểm tra cái cản xanh gần nhất. Để kiểm tra cản xanh gần nhất là nào. Rồi, cản xanh gần nhất chính là cái vị trí mà nó chạm mai band nè anh em. Đó là vùng 1141.8 lúc 10 rưỡi anh em. Rồi anh em cứ kiểm tra 3 lần cho mình. 1 2 3. Ok, vẫn bình thường, không sao cả. Tiếp tục anh em bay vào long tiếp cho mình vị trí này nữa. 1141 anh em. Đấy là 2 điểm rồi nha. Sau khi lo thì nó cũng hít lên band trên, nhưng cuối cùng nó bị đập xuống anh em. Nhưng không sao, nó vẫn còn cái hỗ trợ dưới nữa anh em, 1136.1. Cuối cùng nó tình tành nó cứ bò, nó bám bên trên là ok rồi. Và cuối phiên về 1145 anh em. Như vậy cái lệnh lo của mình phiên trước, mình đo cho anh em nè. Đấy, đo cho anh em nha. Rồi em để cho đây kiếm ra bao nhiêu điểm. 6 điểm rưỡi anh em. 6.5 điểm. Rồi, như vậy hôm nay phiên 9 tháng 10 được 6.5 điểm và tiếp tục cầm lệnh long qua đêm 1145. Và trong phiên thì có hai vị trí long lúc 10 giờ 1137.2 và một lần nữa là lúc 1 giờ 15 phút chiều 1141. Ok. Mình phân tích quá đơn giản mà đúng không? Dễ hiểu. Anh em không hiểu cứ xem từ từ thôi. Bye, nhớ đón xem những clip tiếp theo của mình.